Hey, what's up, guys? It's a nice warm spring day today. The sky is blue and flowers are everywhere. Hey, chào các bạn. Sao tới đâu rồi? Hôm nay là một ngày mùa xuân, rất là đẹp, ấm áp, trời thì xanh, hoa thì khắp nơi hết. Anyway, bữa nay chúng ta đổi món nha. Mấy video vừa rồi là chúng ta coi cái sinh hoạt trong nhà đó, những cái vocabulary từ vựng mới. Hôm nay chúng ta chuyển qua cái luyện âm nối chữ lại. Tiếp tục nha. Thì trong bữa hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tập dượt qua khoảng 5-6 cái câu nói hoặc một cái cụm từ đó, trường hợp mà chúng ta hay dùng thường ngày nha. Cách người Mỹ nói khi mà ráp vô thành câu đó, thì nó họ phát âm ra làm sao và họ nối chữ ra làm sao nha. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu. Đầu tiên là sign up for this class. Đó, cái câu đó đó. Sign up for this class. Thì sign up for something tức là mình ghi danh cái lớp này. To sign là mình ký tên. Sign up for là mình ghi danh, mình ký tên mình vô đó, ghi danh vô một cái gì đó nè ha. Đó, thì trong trường hợp này for this class là cái lớp này. Chúng ta dòm vô cái phiên âm sign là ký, mình ký tên vậy đó. Sign up for là cho, sign up for là ghi danh cho cái gì đó. This là cái này, class là lớp, lớp học này đó. This class. Rồi đó là cái phát âm cho từng chữ rồi một nha. Bây giờ nếu mà nói thành một câu bình thường trong cuộc sống, ví dụ ấy, mình nói hey, bộ nhớ ghi danh cho cái lớp này nha. Hey, you, man, remember to sign up for this class. Thì khi đó đó, người Mỹ họ đọc nối qua nha. Sign thì cái âm N của sign á nối qua cái up, họ đọc là sign up chứ không đọc là sign up nha. Họ đọc sign up for, thì có người đọc for, có người vô một cái câu như vậy đó thì họ đọc thành for nha. For, cái chữ for khi mà nói lẻ trong một cái câu á, mà không có nhấn mạnh thì nó thành for. Đó. Ở đây chúng ta đọc là sign up for this class. Sign up for this class. Rồi một câu thứ hai chúng ta coi, ví dụ là he signs up for this class. Thì khi đó nếu mà trường hợp mà anh ta ghi danh lớp này đó, thì là vì cái sign đó là ngôi thứ ba số ít, đúng không? Lời này chủ từ là he, thành ra nó có cái chữ S vô. Chữ S thì nó phát âm là nhìn vô phiên âm là signs. Thì khi đó cái thụ âm cuối cùng nó là Z chứ không phải là N nữa. Nên khi nó nối qua cái nguyên âm tiếp theo là up thì nó không nói là sign up nữa mà nó là signs up, đúng không? He signs up for this class. Đó thì nó cũng y chang for this class. Mà bây giờ nó là signs up. Đó, thì chúng ta cứ nhớ nguyên tắc là đọc đầy đủ phụ âm. Thành ra là nếu mà âm tiếp theo chữ đó nó là nguyên âm thì tự động nó nối qua nha. Signs up for this class. Rồi, một cái câu khác nữa, cái cụm từ khác là A piece of cake là cái chuyện dễ ợt, chuyện nó dễ òm mà. Piece là một cái miếng, một cái mẫu. Of, của. Cake là cái bánh cake á. Là một không? A piece là một cái miếng, một cái mẫu. Of cake, một cái mẫu bánh. Một cái mẫu bánh, đó. Một miếng bánh có nghĩa là trong cái thành ngữ của tiếng Anh á, đó là cái chuyện nó dễ ngon ăn lắm. Nó dễ dàng làm lắm, nó như một ăn một miếng bánh rồi đó. Thành ra là họ nói là a piece of cake, chuyện dễ òm. Ví dụ như là speaking English
is a piece of cake to me. Nói tiếng Anh là chuyện dễ ợt đối với tôi. Speaking English is a piece of cake to me. Thì trong trường hợp này cái piece of cake ấy, là piece. Âm S của nó âm xa đó, nó nối qua of. Thành ra là piece of nha. A piece of cake. Mình nhớ đọc P chứ không P nha. Y là y dài. Nó đọc là P, piece of cake. Chứ không phải tao đọc là piece, piece. Việt Nam mình là đọc piece, piece. Thì không phải nha, nó là piece. Nó kéo dài đó. Nếu mà nối qua sub á, thành nó là piece of cake. Rồi, một cái trường hợp thứ ba nữa. Tiếp theo đó, tôi không biết thứ ba hay thứ bốn gì đó. Thì đại khái là, nó nói là shut up. Có nghĩa là câm mồm đi, im đi, đính đi. Ví dụ người kia đang nói lải nhải cái gì đó, hoặc là con đít nó phá nói cái gì đó. Nói qua nói lại với nhau, nó cãi lộn cái gì, mình bực mình gắt lên, mình nói shut up man, shut up guys. Có nghĩa là câm mồm đi, thôi im đi. Cái động từ ở đây là shut, shut. Nó nguyên một bộ của nó là shut up, shut up. Mình dòm vô phiên âm, nó là shut. Nó nửa á, nửa ớ đúng không? Nó đọc sờ sờ như sớm ơi của người Nam mình á. Shut. Thì cái đó nó tận cùng mà âm tà, shut. Đó. Còn cái chữ thứ hai là up, up. Thì trong trường hợp nếu mà đọc shut up, đọc bình thường á, tốc độ bình thường thì cái âm tà nó nối qua up. Thành ra là shut up, nhưng mà họ không đọc là shut up nha. Tại vì âm tà trong trường hợp này nó người Mỹ đọc thành đà. Thành ra họ đọc là shut up, đập, shut up, shut up. Rồi, tiếp theo nữa là cụm từ này nè. Take it all, take it all. Có nghĩa là lấy hết đi. Hả? To take, take là lấy, chiếm hữu, chiếm đoạt cái gì đó, lấy đi. It là cái đó đó, mình nói chung chung cái là gì đó của người kia, một cái người khác, cái gì đó. All, all là hết luôn, lấy trọn vẹn, lấy tất cả luôn, lấy sạch luôn. Thành ra take it all, tức là lấy hết sạch luôn, đó. Thì nếu mà dòm vô phiên âm đó, to take, take, là nó đọc là thay, rồi mới cờ nha. Take, take. It, thì mình biết rồi, it là cái đó, nó đọc là it. All, nó đọc là o dài, mà tận cùng mà âm l, thành ra nó có chữ o vô nha. All, all. Thành ra đó là nó đọc rời. Còn nếu mà đọc vô bình thường trong cuộc sống thì Mỹ họ đọc là take it all. Thì nó nối nha. Âm cờ của take nối qua it, nó thành là take it. Take it. Âm tờ của it nó nối qua cái all. Thành nó đọc là take it all. Nó đọc thành the nha. Nó đọc lười lười thành the. Chứ nó không đọc take it all. Take it all. Không đọc thành tờ nha. Nó đọc là the. Take it all. Take it all. Giờ mình nói là hey man, take it all man. You take it all. Đó. Hey, anh lấy hết nó đi. Anh lấy hết đi. You take it all. But he takes it all. Thì trong trường hợp này nó lại nói khác nha. Trong cái câu này đó thì là he chủ từ là ngôi thứ ba số ít, thành ra động từ nó to take nó phải cho thêm s vô đúng không? Thành ra cái phát âm của nó không phải là take, take, tận cùng mà âm cờ nữa. Mà nó thành ra, phụ âm nó thành ra sờ. Takes, takes, đúng không? Vì thế cho nên cái âm sờ đó, nối qua cái it, nó thành ra là takes it all. Thay gì take it all thì bây giờ nó takes it all. Bây giờ chúng ta đọc lại trong câu nó bình thường nha, trong cuộc sống nha. Body takes it all. Trong câu này nói tới mấy chỗ đó. Body, body. Tại vì chữ but, chúng ta dòm vô phiên âm đó, thấy nó là but, nửa á nửa tận cùng mà âm tờ, đúng không? But, but. Đó.
Thì cái người Mỹ ông ta trong trường hợp này họ cũng đọc thành đờ nghe, but, but đó, họ đọc như vậy đó. Thành ra khi mà nó he á, là body, body đó, nó đọc body giống giống như là đọc nghe thoáng thoáng giống như buddy là bồ đó, bạn bè bạn thân, nó gọi hey buddy buddy đó, thì cái này nó buddy takes it all đó, nó nói như vậy đó, nhưng hắn lấy hết luôn. Ví dụ nói tôi tính đưa cho ông ta, anh ta mượn con cái thôi, nhưng mà hắn nhào tới là cũng đi hết luôn đó. Rồi trường hợp cuối cùng mình coi nó, ví dụ cuối cùng chúng ta thực tập đó, là beat it, beat it, động từ to beat. Nếu mà nó đứng đợi một mình nó thì nó có nghĩa là nó đập, I beat you đó, he beats me là tôi đập anh ta hoặc là anh ta đập tôi đó, mình đập ai đó đó. Nhưng mà nếu mà nó vô thành ngữ beat mà it đó, nó thành một cái cụm từ hai từ đó thì nó nghĩa nó lại là chuồn nha, mình chuồn lẹ đi chỗ khác, mình đi ra khỏi cái chỗ này ra một cái chỗ khác, biến mất mất nữa, biến mất mà lẹ nha, hấp tấp một cách vội vã đó, mình giọt lẹ đi chỗ khác. Beat it, it đây là nó, ở trong đây không có nghĩa gì hết á, nó chỉ là một trong một cái giống như cụm từ thành ngữ thói quen của nó nói beat it man, beat it. Thì trong trường hợp này chúng ta dòm vô phiên âm của nó đó, beat, nó là y hai chấm là y dài, rồi kết thúc bằng âm tờ đúng không? Mỹ họ đọc là beat chứ họ không đọc là beat nha. Beat là Việt Nam mình mới đọc chứ Mỹ họ đọc là be, họ be mình beat, be họ be tờ đó, be tờ beat, beat đó. Rồi it thành ra là khi mình đọc hai chữ đó đó thì nó nối qua cái âm tờ, nó nối qua cái it, nhưng mà họ lại phát âm thành đờ nha, beat it, bí địch chứ không phải là bí thịt. Bí thịt, bí thịt là chỉ có người Anh hay người Úc thôi, họ phát âm chuẩn hơn thì họ thành là bí thịt, nhưng mà người Mỹ á, thì họ đã gọi bí địch, bí địch. Hey, ví dụ như là mình nói đâu kìa, mà mấy đứa con nít đó nó tới phá quá, vô gài phá quá, bí địch, bí địch kid, nhỏ thằng nhỏ đó, bí địch thôi xéo đi chỗ khác đi kìa, beat it, sell đi. Đó. Thì là beat it. Một cái ví dụ nữa là hey guys, let's beat it before he shows up. Đó. Mình nói với mấy người bạn bè hay là đồng đồng đảng, đồng bọn gì đó. Nó nói với nhau là chúng ta hãy giọt lẹ, chuồn lẹ đi chỗ khác đi nha, trước khi hắn ta xuất hiện tới. Let's là chúng ta, let's chúng ta hãy làm cái gì đó, let's beat it đó, let's sau đó phải là một cái động từ, let's do something đó là chúng ta hãy hãy làm cái việc gì đó, let's beat it là chúng ta hãy giọt lẹ đi chỗ khác, hãy chuồn đi ha, chuồn đi chỗ khác. Before là trước khi, he hắn ta ông ta vậy đó, shows up, to show up có nghĩa là lò dò đi tới, xuất hiện đó, bắt đầu xuất hiện tới đó. Đây he là chủ từ ngôi thứ ba số ít, thành ra show nó phải có s, show up. Thì đó là mình thấy là mình đọc bình thường trong cuộc sống là let's beat it, nói không, beat it, rồi before he shows up, show đó quá tận cùng mà âm già già đó, chữ s đọc là già, thành ra nó nối với up, he shows up. Rồi ok, như vậy là hôm nay chúng ta coi cái chừng 5, 6, 7 cái câu đó là cũng là tương đối bình thường nói trong cuộc sống đó. Cái cách mà khi mà vô câu đó người Mỹ phát âm là làm sao và họ nối qua. Một lần nữa chúng ta nhớ là cái tinh thần của nó là mình cứ nắm vô cái cá của nó nha. Cái cá của nó, cái gốc lõi của nó là phát âm đầy đủ phụ âm. Thì tự nhiên từ từ khi mà nó đọc lẹ tốc độ bình thường là nó sẽ tự nhiên, nếu tiếp theo nó là nguyên âm là nó sẽ nối qua thôi đó, mình nó thành cái thói quen thì cái đó thành thói quen. Còn nếu mà mình không có biết cái tinh thần đó đó, mình cứ nói nhớ nhớ cái này nó phải đọc bít tít bít bít tít rồi đó, thì cái đó là
Trong khi mà những cái câu mà nghe chữ chúng ta lại không đọc đầy đủ phụ âm. Thành ra như vậy là nó cũng trớt quớt rồi. Nó nghe mà cái nối kiểu đó nó gượng gạo lắm. Đó. Mình phải có nhớ vô cái tinh thần đó thì nó dễ hơn nhiều. Và chúng ta còn một cái điều thứ hai nữa. Chúng ta trong cái chuỗi luyện âm nối chữ này đó. Hoặc là chúng ta có bữa chúng ta luyện âm. Tức là cách phát âm. Chữ đời nó làm sao mà khi vô câu nó làm sao. Có khi chúng ta thêm vô là cái phần nối chữ nó. Thành ra hai ông mới đề là luyện âm hoặc là nối chữ đó. Thì nói chung là từng cái video một đó là chúng ta thực tập nha. Tại vì mình biết cái tinh thần của nó, nguyên lý chung đó là một chuyện. Nhưng mà chúng ta cần thực tập. Phải thực tập nhiều càng tốt nha. Mà thực tập qua những cái lời nói thường thường trong cuộc sống nha. Để cho chúng ta dần dần thành thói quen. Đó, ok. Rồi, như vậy hẹn gặp các bạn trong video tiếp theo nha. Sẽ có những đề tài mới nữa. Have a good day. Nhớ ủng hộ kênh nha. Ô hô, lão già rồi nhưng mà cũng nhào vô học chung với con cháu cho nó vui. Nhớ ủng hộ thằng cháu của lão nghe. Nhớ đăng ký kênh nha. Bạn là người đăng ký số may mắn ngày hôm nay đó. Khi các bạn đăng ký kênh, nhớ nhấn vào nút thông báo để được báo tin về những video mới ra nhất các bạn nhé. Mình sẽ chia sẻ với các bạn trên Facebook. Chúng ta cùng ủng hộ kênh Học Tiếng Anh và Sam cùng Thái Âu.